Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ trên tay Mobile M729, một trong những mẫu điện thoại lắp gập hiếm hoi đang được bán chính hãng cùng với Nokia 2720, và mức giá tham khảo của nó tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động và Đệ Máy Xanh là khoảng 450.000 đồng. Mobile là một nhà sản xuất điện thoại tới từ Việt Nam, tuy nhiên thì các sản phẩm của họ thì đều sản xuất, lắp ráp và gia công tại Trung Quốc hết. Trong khoảng vài năm trở lại đây thì Mobile đã dần chuyển hướng sang sản xuất các dòng feature phone, những dòng máy nghe gọi, thay vì sản xuất các dòng máy cảm ứng có cấu hình thấp và không có thể chiếm được thị trường. Thì Mobile 789 này là một chiếc máy theo mình thấy nó có thiết kế cũng khá đẹp, gợi nhớ cho mình đến con Motorola V3i ngày xưa. Trong hộp máy thì chúng ta sẽ có một adapter sạc 5V và 500mAh, kèm theo đó là một tai nghe có đầu vào khá lạ là đầu micro USB. Viễn pin của máy thì có dung lượng là 1000mAh, cho phép máy có thể trụ được từ 5 cho tới 6 ngày. Máy thì sử dụng hai SIM tiêu chuẩn, một khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ tối đa 32GB. Phía sau thì chúng ta sẽ có một camera VGA và một loa ngoài. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có 3 đèn báo hiệu tín hiệu về cuộc gọi, về tin nhắn và về thời lượng pin. Bàn phím của máy là loại bàn phím T9 bằng nhựa, tuy nhiên thì mình thấy cảm giác bấm nó không thực sự quá là tốt. Giao diện UI của máy là một trong những thứ mà mình đánh giá rất cao, tại vì nó rất đơn giản, chỉ bao gồm 9 biểu tượng. Tuy nhiên thì cái máy này có vẻ như phông chữ không quá lớn, nó sẽ không phù hợp với những người lớn tuổi. Và máy này khi các bạn muốn nghe radio FM thì bắt buộc là phải cắm tai nghe. Giao diện màu trắng đen, nhìn cũng khá là dễ sử dụng, thân thiện. Chúng ta sẽ có một phím nghe nhạc nhanh ở đây. Bên hông thì chúng ta sẽ có hai phím tăng giảm âm lượng, một trong những điều mà mình rất là ít thấy ở trên những cái dòng máy nghe gọi trong thời gian gần đây. Phím 0 là phím để tắt mở đèn pin, phím thăng thì là phím để các bạn có thể bật nhanh hoặc là tắt nhanh chế độ hội nghị. Đèn pin của máy thì không quá sáng, tuy nhiên theo mình nghĩ trong một số trường hợp khẩn cấp thì nó vẫn sẽ hữu dụng cho người sử dụng. Máy thì vẫn có đèn bàn phím nha, và khi anh em sử dụng, khi mà có cuộc gọi đến thì mình chỉ việc mở cái nắp gập ra là mình có thể nghe được điện thoại rồi. Phía trước thì như mình nói lúc nãy có 3 đèn báo trạng thái về cuộc gọi nhỡ, về tin nhắn tới hoặc là về máy bị hết pin hoặc là sạc đầy pin. Cái cơ cáp mở của máy thì mình thấy nó khá là cứng cáp chứ nó không có quá lỏng lẻo nha. Về cơ bản thì mình thấy với mức giá là 450.000 đồng thì đây thực sự là một chiếc máy khá là đáng sở hữu cho những người nào mà muốn một cái máy có thiết kế nắp gập rất là đẹp và rất là hoài cổ như vậy. Ok, vậy thì anh em thấy sao thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.